Lý Hải và Minh Hà xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến quý vị khán giả đang xem đài. Dạ, em cảm ơn anh Lý Hải cũng như là chị Minh Hà đã, dù là đang rất là bận rộn trong cái công tác thiện nguyện của mình, nhưng mà đã dành thời gian đến đây ngày hôm nay. Thì cái câu hỏi đầu tiên chắc là cũng sẽ hỏi luôn về cái hoàn cảnh mà anh chị vừa chia sẻ ở trên Facebook của mình, là anh chị đã đến gia đình của cái bé mà bị ba mẹ bị trôi mất trong lũ để cứu hộ, cứu trợ. Thì cái hoàn cảnh gia đình đó như thế nào, chị có thể chia sẻ rõ hơn để khán giả được biết không ạ? Cái hoàn cảnh đó là khi mà Hà đã lên lịch trình mà đi, Hà với anh Hải lên lịch trình đi Quảng Nam, thì mình cũng là nhận được tin về cái trường hợp rất đáng thương đó, là hai vợ chồng là đi đi đám cưới, sau đó là có con nhỏ ở nhà, gửi ở nhà. Thì hai vợ chồng á, là đợi lúc mà nước lũ dâng thì người ta chặn đường, người ta không có cho qua tại vì quá nguy hiểm. Thì hai vợ chồng cũng đợi khoảng mấy tiếng đồng hồ, nhưng mà vì có con nhỏ nên quá nóng ruột nên hai vợ chồng mới đi gửi xe lại đi bộ băng qua ngay cái đoạn đường đó mà bị nước dâng. Thật ra nước thì nó không có cao lắm nhưng mà nó rất là xiết. Yeah. Đó, thì khi mà đi qua như vậy thì rất là không may mắn là đã bị cuốn trôi. Thì người nhà ở bên kia đón, sau khi đợi mấy tiếng là thấy đau quá, thì có mấy báo thông tin cho chính quyền. Thì khi đó là hai vợ chồng không qua được. Yeah. Đó, thì đứa bé thì mới có 25 tháng tuổi thôi. Thì cái trường hợp này á, là Hà cũng đã biết được thông qua chính quyền. Và sau đó thì khi mà Hà đăng thông tin là chuẩn bị đi, thì cũng có rất là nhiều bạn comment là để đến giúp cái trường hợp này đi. Yeah. Đó, thì ngay khi mà tới Quảng Nam á, cái ngày đầu tiên thì Hà đã đến Hà thăm cháu bé. Và ngày Hà ghé thì Hà cũng được gặp là ông bà nội, thì đang là người trực tiếp để nuôi dưỡng cháu bé. Thật sự đến thì cảm thấy rất là thương, bởi vì em biết không, bé mới có 25 tháng tuổi còn quá nhỏ, mà bây giờ mất cả ba lẫn mẹ, thì mình nuôi một đứa con nó đâu phải là đơn giản đâu, mà cả một cái quãng đường rất là dài, từ đây cho đến khi 18 tuổi là còn một cái quãng đường rất dài mà không có cha mẹ ở kế bên. Bên cạnh đó ông bà thì lớn tuổi rồi, nó không, nhiều khi cũng không còn có thể lao động được, mà phải nuôi cháu bé nữa, thì mình thấy là rất là đáng thương. Nên khi Hà đến đó thì Hà cũng livestream để cho mọi người biết. Thì do là cái số tiền mình nhận thì nó cũng có hạn, mình đại diện mấy quý anh cũng mình đi trao thì nó cũng có hạn, nên mình phải chia cho mỗi một hoàn cảnh là một ít. Mình cũng không thể giúp một hoàn cảnh quá nhiều, nên mình cũng muốn chia sẻ để cho những mạnh thường quân khác có thể đến để giúp. Dạ, thì em nhận thấy là trên Facebook mình cũng có chia sẻ thêm là gia đình anh chị cũng giúp đỡ cho một trong số những cái chiến sĩ mà gặp tai nạn ở trong cái vụ cứu hộ vừa rồi. Thì Thảo nhận thấy là dường như là anh Lý Hải và chị Minh Hà lựa chọn từng cái hoàn cảnh và chúng ta sẽ đến từng nhà, thì đó là cái tiêu chí để thực hiện và cứu trợ trong cái mùa lũ này của anh chị đúng không ạ? Đúng rồi, bên không phải là mùa lũ này mà tất cả những cái hoạt động từ thiện khác của anh Lý Hải và của Hà thì đều là giúp trực tiếp đến cho bà con. Thì cái trường hợp của anh chiến sĩ cũng vậy, mình cũng dự định là mình sẽ ra Hà Tĩnh nhưng mà hiện tại thì mình chưa có ra được, nhưng mà rất là may mắn vì mình biết được một cái người thân trong gia đình luôn. Thì mình mới chuyển trực tiếp cho anh này, và mình cũng đăng lên cho mọi người muốn giúp đỡ để mà có thể chuyển trực tiếp. Tại vì cái bình thường là mình phải đến tận nơi mình cho trực tiếp luôn, nhưng mà với những trường hợp mà mình biết được cụ thể rõ ràng về lai lịch, về người nhà, mà trong có những cái trường hợp khẩn cấp, bởi vì gia đình thì khó khăn và cũng đang cần mai táng. Ngày sáng ngày hôm nay Hà cập nhật là 10 giờ sáng ngày hôm nay thì gia đình đi ra Quảng Trị để tiến hành cái việc tang gia của gia đình đó. Yeah. Thì mình những cái trường hợp như vậy mà cần khẩn cấp thì mình cũng sẽ quyết định liền. Yeah. Thì giống như anh chị chia sẻ là hai người trực tiếp đến từng hộ gia đình này, rồi thăm hỏi từng hoàn cảnh để chúng ta trao đúng người đúng chỗ. Vậy khi mà chúng ta đến những cái địa phương đó, chắc chắn là cũng sẽ có những cái câu chuyện, những cái hoàn cảnh mà chỉ có những người trực tiếp đến mới biết được, chứ qua thông qua báo chí hay là mạng xã hội thì khán giả chắc chắn cũng sẽ không có biết tổng quan được. Thì có một cái hoàn cảnh nào mà anh chị gặp mà mình cảm thấy mình rất là xúc động, hoặc là mình muốn giúp ngay mà mình không có cần chờ cái sự ủng hộ từ mạnh thường quân, mà chúng ta ứng trước kiểu vậy không ạ? Trong cái đợt mà hôm qua thì hai vợ chồng có đi ngoài Quảng Nam ở đó. Yeah. Thì chia làm mấy phần để đi cứu trợ. Thì cái buổi chiều sau á, thì Lý Hải Minh Hà mới cho cái khu mà tập trung, còn nguyên cái buổi sáng là dự định là sẽ đi khoảng 15 hộ mà những có những cái hoàn cảnh đặc biệt để mà mình có thể mình trao tận tay cho người ta. Thì vào trong đó thì may mắn là nước cũng vừa rút
có chỗ thì rút lắp sắp ngoài sân, có chỗ vừa mới rút ngoài đường. Thì hai vợ chồng cũng sắn quần rồi cũng lội vô trong đó để tặng. Thì có những cái hoàn cảnh thì cũng rất là tội nghiệp, là ví dụ như gia đình á là bị tâm thần hết luôn. Rồi nước á, thì mình vô trong đó đó thì mình chỉ cảm nhận một điều là nước nó còn cái dấu tích mà nó lên giữa nhà hoặc là lên khỏi cái sàn ngủ của người ta, thì người ta chỉ có leo lên, hầu như là nhà ngoài đó đó có một nhà nào cũng có hay có cái gác hay cầu thang á, người ta chạy lên cái gác đó, người ta ngủ, người ta trốn ở trên đó. Nếu mà cái nhà người bình thường á, thì người ta có thể là dễ di chuyển hay người ta trốn, nhưng có nhà bà già neo đơn rồi người ta không có tự di chuyển trên đó, khi mà nước lũ dâng lên thì rất là tội cho người đó hoặc là những người bị bệnh tâm thần rồi đó. Thì hỏi cho trong lúc mà khi mà nước lũ tràn như thế thì mạnh ai nấy lo, thì làm sao mà chạy qua hàng xóm để lo cho những cái hoàn cảnh như thế mà người ta vẫn sau cơn lũ người ta vẫn tồn tại được thì rất là tội. Thì mình vô mình đi mười mấy căn nhà thì thấy hầu như cái căn nhà nào cũng xứng đáng để mà được nhận cái tài trợ như thế. Cũng rất là tiếc là mình không đủ tiền để mình làm cái điều đó. Đó là mười mấy căn nhưng mà di chuyển là mất cả một ngày, tại vì mình sẽ chọn ra giống như là ở cái khu vực mình đi là cái xã Điện Bàn ngày hôm qua mình đi á, thì ở đó nó 140 thôn. Tức là nó rất là nhiều xã nhỏ, trong đó 100 mấy chục xã, là mình phải chọn ra những cái xã để mà mỗi xã mình chỉ giúp được những cái hộ mình đặc biệt khó khăn nhất là 3 hộ thôi. Chứ không phải là mình đến một cái nơi đó là mình có thể là mình đi ngày này mình giúp từng nhà. Mình mà chúng mà xung quanh cũng có những nhà rất là khó khăn, nhưng mà bây giờ trong cái lúc mà tất cả mọi người đang đều gặp thiên tai như vậy thì mình bắt buộc mình phải chọn ra những cái những người khó khăn nhất là mình giúp trước đó. Thì mình đi ví dụ như chỗ này xong rồi sau đó phải di chuyển xa đi qua đó, cho nên là nói thì nghe rất là có vẻ là rất là dễ, đơn giản nhưng mà là lúc mà đi thì nó cũng sẽ mất rất là một thời gian. Mỗi một thôn thì mình nghe nói là khoảng 300 hộ đổ lên. Thì nó mình chỉ giúp được khoảng 3-4 hộ rồi xong xuôi mình di chuyển qua một nơi khác cũng rất là xa. Đó. Dạ, thì có thể nói là cái chuyện công tác thiện nguyện của chúng ta phải là chúng ta trực tiếp đi thì chúng ta mới cảm nhận được hết những cái khó khăn, đúng không ạ? Mà bên cạnh đó thì mình cũng có giúp những cái diện rộng hơn á. Thì mình cũng nhờ mọi người lập lên một cái danh sách có những hộ nào mà không phải là người già người khuyết tật mà vẫn có thể di chuyển được. Thì mình sẽ hẹn mọi người cùng một nơi để các xã người ta có thể đến để mình có thể mình gửi quà trao trực tiếp cho từng hộ. Đó là cái cách mà mình có thể làm được trực tiếp mà vừa nhanh nhất để có thể giúp được tận tay bà con. Thì Thảo theo dõi thì Thảo được biết là anh Hải với chị Hà là một trong những cái người đầu tiên mà bắt đầu kêu gọi khi mà miền Trung có lũ trong năm nay. Thì chỉ sau khoảng 4 giờ kêu gọi là chúng ta được gần nửa tỷ rồi, và hiện tại đã lên đến là 5,1 tỷ là tối qua, không biết là bây giờ có lên hơn nữa không. Và khi mà chúng ta nhận được rất là nhiều sự tin tưởng của các mạnh thường quân như vậy thì anh chị có cảm thấy áp lực không, khi mà rất là nhiều những cái lòng yêu thương đang được gửi gắm vào anh chị để mà san sẻ cho bà con miền Trung ạ? Việc thiện nguyện thì nói thật là gia đình mình cũng làm nhiều năm qua rồi. Cứ không phải là cứ thiên tai có thiên tai thì mình sẽ kêu gọi cái sự ủng hộ mạnh hơn từ cộng đồng, mà bình thường không có thiên tai thì định kỳ mình vẫn có cái quỹ á. Thì mình cùng làm với lại các mạnh thường quân ở ra, nhiều người mình đâu có quen đâu, ở trên mạng thôi, nhưng mà cứ chuyển tiền vô rồi cùng làm với nhau là nhiều năm qua đó. Thì cũng có thể nói là cũng quen với lại áp lực. Chỉ có một cái là mình hơi để mà tính toán làm sao, ví dụ như 5 tỷ đó mà mình giúp 4-5 tỉnh, rồi mình giúp những cái trường hợp như thế nào và giúp cái gì người ta cần, là đôi khi cũng phải suy nghĩ. Mình phải suy nghĩ và mình phải dò hỏi tất cả thông tin là bạn bè mình xung quanh các nhóm thiện nguyện cũng rất là nhiều. Họ đang giúp cái gì, thì họ đang giúp ở đâu, thì mình sẽ bù đắp vào những cái nơi mà chưa được giúp, để mà cái việc giúp đỡ nó đồng đều, tất cả mọi người đều được giúp. Tại vì thật ra khi mà mình ra ngoài đó mình thấy là hộ nào người ta cũng xứng đáng để mà được nhận sự quan tâm của mọi người hết.
Thì ngoài hai vợ chồng mình thì hiện tại cũng có rất là nhiều những nghệ sĩ có thể là gửi tiền cho anh chị, giống như là Hoàng Minzy chẳng hạn, hay là có đội của chị Thủy Thủy Tiên, rồi rất rất là nhiều những cái nghệ sĩ khác giúp. Thì anh chị cảm nhận như thế nào khi mà anh chị em nghệ sĩ trong cái thời điểm này lại cùng nhau bắt tay lại rồi hỗ trợ bà con rất là nhiều mà không có ngại vất vả đi đến tận nơi rồi đường xá xa xôi, thì anh chị cảm nhận như thế nào khi mà tình yêu thương được lan tỏa nhiều như vậy ạ? Mình thấy là tại vì nghệ sĩ là những người có trái tim hơi nhạy cảm chút xíu, thì nếu mà nói thật ra nghệ sĩ không phải là người giàu có đâu, chỉ có giàu tình cảm thôi, chứ mà so với người ngoài thì nghệ sĩ chỉ là chút xíu thôi. Nói chung là giàu tình cảm thì khi mà có một sự việc gì xảy ra thì nghệ sĩ sẽ hay tiên phong để đi đi làm cái việc đó. Nhưng mà khi mà ra thực tế rồi mới thấy là ngoài đoàn nghệ sĩ ra thì có hàng ngàn đoàn thiện nguyện đang đi ngoài đó, chứ không phải riêng nghệ sĩ đâu. Nó thì rất là nhiều đoàn đi, thì mình cũng biết là ví dụ có rất là nhiều nhóm của bạn bên Thanh Sơn là tiên phong đi ngoài đó, cũng rất là Diễn viên Thanh Sơn diễn viên Thanh nè, Luân Sơn Anh nữa, Đại Nghĩa, rồi ca sĩ Khánh Thánh Trung, Trung, rồi rồi là các bạn đó luôn luôn là liên lạc với mình để mình hỏi coi là các bạn đang đi hướng nào và tình hình ngoài đó như thế nào, để mình biết, để mình cập nhật tình hình để mình làm. Thì À, cái việc mà chúng ta đi thiện nguyện như vậy thì Thảo nghĩ là chúng ta chỉ share trên Facebook những cái hình ảnh gọi là trao quà cho bà con nè, rồi bà con hạnh phúc như thế nào, nhưng mà những cái khó khăn hoặc là những cái trở ngại khi mà chúng ta đi vào vùng rốn lũ như vậy chắc chắn thì có rất nhiều đúng không ạ? À, anh chị có thể chia sẻ cái thêm câu cụ chuyện thể từ ạ? thiện thôi nói là 1 ngày lẻ 1 đêm luôn, cái chắc chắn không hết. Chẳng hạn như ngày hôm qua thì mình đi ra Quảng Nam với mục đích chính là mình muốn đi lên vùng Tây Giang và Đông Giang, đó là vùng ở trên núi và bị thiệt hại cũng rất là nặng. Ở trên đó đa số là người đồng bào sinh sống và chưa có một người nào mạnh thường quân có thể chưa có một mạnh thường quân nào giúp ở trên đó hết, mà mình muốn đi vào trên đó. Nhưng mà hôm qua lên đó thì nhận được thông tin là ở dốc Kỳ mới sạt lở đất đá và rất nguy hiểm, không có vào được. Mà kể cả khi Hà liên hệ đến chính quyền nhờ trợ giúp làm sao là đưa vào ấy, thì mọi người cũng trả lời vui là thật sự bây giờ là chính quyền không có sắp lịch được, mà sắp lịch bây giờ phải phụ thuộc vô cái bác dọn đường thì phải đường phải thông và an toàn thì mới có thể cho mọi người vào. Tức là đôi khi mình có tấm lòng, mình thật sự mình muốn đi giúp, nhưng mà đến được hay không thì Có nhiều phải yếu tố. có nhiều yếu tố nữa, nhưng mà cái quan trọng nhất là phải bảo đảm an toàn đó. Trong cái việc mà chúng ta đi thiện nguyện như vậy đó chị, thì em cũng thấy có rất là nhiều những cái đoàn nghệ sĩ khác chia sẻ là khi mà chúng ta di chuyển trong mùa lũ thì cũng gặp một vài những cái tình huống nguy hiểm, đôi khi mình không biết là cái sự an toàn của mình có được đảm bảo hay không. Thì anh chị gặp cái tình huống nào nguy hiểm chưa? Thật ra lúc mà mình đi thì mình chả nghĩ đến cái chuyện an toàn của mình đâu, nhưng mà đôi khi mình phải biết rằng là bây giờ ở ngoài đó bà con đang rất là cần cứu hộ, rất là gấp, rất là nguy hiểm đến tính mạng của mọi người. Thì khi mà mình bước ra mình đi, mình phải có đủ cái trang bị và mình phải có cái team của mình, phải có những cái nhân lực mà mình tự mình lo cho bản thân mình được, chứ không phải mình bước ra ngoài đó mà mình để báo hại mọi người hoặc là mình làm phiền thêm. Đội cứu hộ người ta đang phải làm 24 trên 24 để cứu bà con, cho nên việc mà mình bước vào cái vùng đó mình làm, mình phải hết sức cân nhắc để không trở thành gánh nặng của những cái đội cứu hộ người ta đang làm công tác cứu bà con. Thì gần đây cũng có những cái ý kiến giống như chị Minh Hà, đó là khi mà chúng ta làm thiện nguyện thì chúng ta cũng nên hiểu rõ nhiều vấn đề. Ví dụ với những người có nhiều kinh nghiệm như anh chị đây thì chúng ta biết đường đi nước bước rồi thì chúng ta có thể đi, nhưng mà với những ai mới mẻ thì chúng ta nên nhờ vào chính quyền địa phương đúng không chị? Tại vì có nhiều người nói là bây giờ chính quyền địa phương lâu quá tự đi, thì với cái người mà kinh nghiệm nhiều như anh chị thì anh chị nghĩ là chúng ta có nên kết nối cụ Đúng. thể và sâu sắc hơn với chính quyền để cái công tác thiện nguyện được trôi chảy và trơn tru hơn mà. Dạ đúng rồi. Tại vì bây giờ ở ngoài đó là biển nước mênh mông, mà để đi đến được nơi, hôm qua bạn Hà còn bị lạc đường á. Đi thật ra bạn Hà là dạng như là Người địa đội cứu cứu hộ. phương người địa phương Không à, người cứu không phải, hôm qua là anh Thanh Sơn bị lạc đường. à Anh diễn viên Thanh Sơn Hà thấy dạ anh đăng ở trên Facebook là ôi đang đi bị lạc đường tại vì biển nước mênh mông luôn, nhưng mà ảnh là có cái sự liên hệ mà còn 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 bị lạc đường nó, mà không phải là xong là bạn Khánh Trung cũng vậy, cũng đi vô đánh đó bắt đầu vác đồ lên rồi đi 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 vô cái vùng đó là không ai giúp hết, đi vùng xa thì Khánh Trung mới quay lên cho mọi người thấy rằng
đó, sóng rất là lớn như ngoài biển luôn. Xong Khánh Trung mới nói một câu mình coi mình vừa tội nghiệp mà mình vừa mắc cười, đó là mọi người ơi, không phải muốn đi giúp là giúp đâu nha, muốn vô lắm luôn đó, mà bây giờ thấy không, thuyền thì bị mắc kẹt đi, xong mà vướng chướng ngại vật, không mà mắc kẹt xong rồi phải tất cả mọi người leo xuống và đẩy cái xuồng ra để mà đi, sóng đánh là trắng giống như là ở ngoài biển, mặc dù là cái vị trí đó là bình thường là đất liền, bình thường là đất liền, mà sóng bây giờ đã dâng cao và sóng đánh rất là mạnh. Thì bởi vậy anh mới thấy là nếu như tốt nhất là mình nên liên lạc với chính quyền địa phương, bởi vì chính quyền địa phương là người nắm rõ địa bàn nhất. Ví dụ như hôm qua mình đi hai vòng đi, thì ngay cả chính quyền địa phương người ta sẽ biết cái con đường đó sẽ đi đến nhà đó rồi đó. Nhưng mà sau khi qua một cái cơn lũ nước rút rút đi, đi đường đó nó ra sạt lở không thể nào đi được, mà bắt đầu phải dòng đầu trở lại với đi, thì ngay cả người địa phương người ta còn bị như thế, cô động như thế, thì ngay cả mình lần đầu tiên đi ra lấy vùng lũ vùng sâu vùng xa, làm sao mình rành đường để mà mình đi. Hôm qua mình đi vô có một cái quãng đường quá xấu, mình bị bể bánh xe luôn. Bể bánh xe nổ lớp luôn. Xong rồi may là có cái bánh sơ cua, mất một nửa tiếng đồng hồ để mà thay bánh xong để tiếp tục đi. Rồi phải vòng đầu trở lại, bởi vì trước đó là có nguyên chiếc xe ủi người ta đang làm đường, sửa đường lại. Mình phải vòng đầu trở lại, mà chính quyền địa phương người ta đã từng biết những cái con đường nào nên đi, người ta vẫn đi mà còn không rành như thế. Tại vì có những cái hộ mà khó khăn nằm ở vùng sâu thì tự là đi vô xe đậu ở ngoài là phải đi bộ vô một đoạn cũng rất là xa. Đi rất là xa, đi bộ xe cũng không có vô được. Thì tự mình đi cũng không phải là được đơn giản. Dạ, thì với cái sự chia sẻ mà của những người trực tiếp đến hiện trường như anh chị thì Thảo nghĩ là nhiều quý khán giả sẽ hiểu hơn về cái chuyện là nếu mà chúng ta đang có ý định làm thiện nguyện đi thì chúng ta cũng nên tìm hiểu rõ hơn hoặc là liên hệ với chính quyền địa phương, đúng không ạ? Thì với cái kinh nghiệm mà có một cái quỹ thiện nguyện từ rất là lâu của mình rồi, thì từ những ngày đầu mà chị Hà với lại anh Hải bắt đầu thì chúng ta có gặp phải những cái khó khăn, mà chúng ta đã học cái cách làm thiện nguyện như thế nào để bây giờ chúng ta có thể làm một cách mà không có những cái gọi là đáng tiếc xảy ra trong cái thời gian vừa qua? Người ta nói 9 người thì 10 ý. Mình làm thiện nguyện thì cái tâm của mình là cái quan trọng nhất. Cái động lực của mình đó là mình muốn giúp đỡ người khác, mình cảm thấy quá thương cảm và đồng cảm với những cái sự khó khăn của họ thì mình giúp. Mà đôi khi á, khi mà làm từ thiện mà đăng lên á, mà bị ý kiến ra vào thì đôi khi nó cũng làm đau tim á. Nó cũng làm mình cảm thấy buồn. Thì bên Hà thì thật sự là bữa giờ thì cũng không bị gì ý kiến trái chiều, bởi vì mình cũng làm nhiều năm và tất cả mọi hoạt động của mình đều sao kê rất rõ ràng. Nhưng mình mong rằng là mọi người hiểu được rằng trong cái thời gian mà đang cấp bách như vậy thì đôi khi để tập trung làm những cái việc quan trọng thì mình cũng chưa thể, các bạn thường quân người ta cũng chưa thể nào mà người ta có sao kê hoặc đăng trả lời cho cộng đồng mạng liên tục được đó. Thì giống như sáng nay khi mà Hà đăng cái tin là hôm qua Hà cũng đang đi một số, Hà chỉ thông báo sơ sơ thôi, chưa thông báo được chi tiết. Thì cũng có bạn vô nói ủa đâu có thấy lũ đâu mà giúp. Xong Hà mới vô, Hà mới trả lời. Hà mới nói là lũ mới rút bạn ơi, mình biết là thế nào cũng có bạn hỏi nên là mình đã quay clip lại là nước lũ dâng đến đâu, còn ở trên tường như thế nào, nhưng mà mình sẽ từ từ mình đăng cho các bạn nha, các bạn chờ mình nha. Nhiều mà khi là nếu cũng... nhưng mà trong khoảng thời gian sau này á mà cái việc từ thiện nó trở nên là một việc khá là nhạy cảm. Nó thì bởi vì vậy theo Lý Hải nghĩ thì các bạn mà mình không có nói, có nhiều người lại dùng cái từ chung là anh hùng bàn phím đại loại vậy. Hay có những cái từ là chăm chọc hay là đá khéo một cái nhân vật nào đó từ thiện. Thì mặc dù bạn đó không có cố ý, chỉ là vô tình, hoặc là bạn đó chỉ thắc mắc thôi, nhưng mà làm ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của những người làm từ thiện. Bởi vì giống như một đã nói từ thiện có nghĩa là ta làm từ tâm, và người ta sẽ làm theo cái tâm của mình. Người ta thấy cái sự việc đó người ta nên giúp hoặc là không nên giúp, hoặc là người ta sẽ giúp như cái cách nào thì tùy theo người ta. Còn bây giờ á, đến độ mà đi làm từ thiện mà phải lái theo cái sự hướng dẫn của những người comment trên đó thì rất là khó làm. Và có một số bạn bè hay là người thân để hãy riết, người ta cảm thấy người ta rụt rè khi mà làm từ thiện. Bởi vì làm từ thiện có nghĩa là giúp đỡ người khác, làm bằng cái tâm người ta, nhưng mà làm mà lại bị đá xéo qua đá xéo lại riết, người ta cảm thấy rất là mệt mỏi. Đúng không? Cho nhiều thì cũng bị nói, mà cho ít thì cũng bị nói. Hoặc là làm cái chỗ này mà không làm chỗ kia thì cũng bị nói. Bây giờ làm như thế nào rồi? Cũng may mắn là
Bên Lý Hải mời Minh Hà, nói vì nói thì cái kinh nghiệm mà làm từ thiện là có từ lâu rồi. Từ 2000 lẻ mấy thì Lý Hải cũng đã từng lập nên một cái quỹ làm từ thiện rồi đó, chuyên duyên đi xây nhà tình thương nhiều rồi, mua sách tập hoặc là sửa chữa trường học rồi cho mấy em từ từ lâu lắm rồi. Sau đó khi mà lập gia đình rồi, hai vợ chồng lại tiếp nối cái công tác từ thiện đó và đã trở thành một cái nguồn rồi, không phải đến khi nào mà có lũ lụt hay có thiên tai gì thì mình mới làm cái điều đó, và lúc nào cũng phải vận động cái nguồn đó làm liên tục đó. Thì mình ít ra là mình cũng có một cái cách làm của mình và mình làm theo cái cách của mình, chứ mình không phải mà cứ phải anh này kêu anh ơi phải làm cái kiểu này, chị ơi phải làm cái kiểu kia. Nếu như mà mình không có bản lĩnh, không có lập trường là mình sẽ bị rất là bị hoang mang đó. Miễn làm sao là mình phải làm rõ ràng và làm cái quan tâm nhất của cái người mà gửi tiền cho mình làm đó là cái nhà những nhà đồng hành của mình đó, người ta quan tâm là cái số tiền đó đó có cho đúng người đúng chỗ hay không, thì mình làm được cái điều đó thì người ta sẽ hài lòng. Còn nếu như mà mình làm không có đúng người đúng chỗ thì người ta sẽ không hài lòng. Và bao nhiêu năm nay thì cái quỹ của mình đã làm đúng được cái điều đó. Còn cái cách làm thì tất nhiên là mỗi người nó có một cái cách làm khác khác nhau, không thể anh làm kiểu theo kiểu em được hoặc là em theo là kiểu anh được, mỗi người có một cái cách làm khác nhau. Miễn sao là mình sẽ giúp được đến tận tay của bà con và những người khó khăn đó điều quan trọng. Và khi mà mình có được cái sự chung tay của tất cả mọi người thì cái sự giúp đỡ nó sẽ lớn hơn rất nhiều, thay vì là mình chỉ giúp bằng cái lực của mình. Thì có sự chung tay của mọi người cũng đồng nghĩa với lại sẽ có nhiều áp lực hơn. Thì mình cũng hy vọng rằng là mọi người ở khắp Việt Nam sẽ hướng về miền Trung và cũng như có góp ý trên cái tinh thần là xây dựng để cho những người đang làm thiện nguyện người ta vẫn còn vững tâm để mà có được cái động lực để mà tiếp tục làm công tác từ thiện của mình. Giống như anh Hải với lại chị vừa chia sẻ là cái việc mà làm thiện nguyện á, là chúng ta xuất phát từ tâm, nhưng mà đôi khi có rất là nhiều những cái lời dèm pha, mà giống như anh Hải vừa chia sẻ là có một vài những người bạn anh Hải cảm thấy lung lay không biết tôi có nên làm nữa hay không. Thì trong cái mùa lũ này Thảo cũng theo dõi và có rất là nhiều những nghệ sĩ trẻ trước giờ họ cũng chưa quan tâm nhiều đến thiện nguyện, nhưng mà khi mà họ cảm thấy những người truyền cảm hứng cho anh chị hoặc là chị Tiên hoặc là những người làm lâu năm rồi thì họ cũng bắt đầu có những đóng góp, ví dụ là vài chục triệu hay là 50 triệu, 100 triệu, thì người ta cũng cảm thấy cái đó là cả một gia tài chứ, với nghệ sĩ trẻ hoặc là những người phải lo lắng cho gia đình. Nhưng mà đóng góp 50 triệu như Hoa hậu Henriette đi, xong rồi cô ấy lên, cô ấy đăng một cái Facebook rất là buồn và cô ấy thậm chí là chụp cái mặt khóc, rất là nhiều khán giả đã thương cô ấy, nói rằng là cô ấy nói là với một người tôi là hoa hậu thì nhưng mà tôi không có nhiều tiền, tôi phải lo lắng cho em út ở nhà và bản làng nữa, 50 triệu đối với tôi rất là lớn, nhưng mà mọi người lại vô bình luận là ôi hoa hậu làm gì có 50 triệu. Thì Thảo thấy rất là thương cho những cái nghệ sĩ trẻ mà họ có cái lòng đó nhưng mà họ bị có rất là nhiều những cái gọi là gièm pha như vậy. Thì với kinh nghiệm của một cái người làm lâu năm, anh chị có thể gọi là có một cái lời khuyên nào cho những cái bạn trẻ mà bắt đầu làm thiện nguyện mà chúng ta không may gặp phải những cái lời không tốt làm chúng ta lung lay rồi ạ? Nó cũng hơi khó đúng không ạ? Hà nghĩ là cái lời khuyên của Hà không phải chỉ với các bạn trẻ mà tất cả cộng đồng mạng và tất cả mọi người ở Việt Nam này. Mình hãy nghĩ rằng từ thiện là từ tâm, thì đôi khi chỉ cần là một cái sự chia sẻ, một cái lời kêu gọi thì đó cũng đã làm từ thiện rồi. Chứ mình không thể nào mà mình dùng một cái số tiền của ai đó để mà mình cân đo ra trở thành cái lòng tốt của người khác. Điều đó không phải. Bởi vì ai cũng có gia đình, ai cũng có công việc, ai cũng có những cái khó khăn riêng trong cuộc sống, đôi khi người ta không nói ra. Và người ta cũng không phải có trách nhiệm để mà làm từ thiện. Không ai có trách nhiệm để làm từ thiện. Từ thiện là từ tâm. Và cái số tiền Hà nói thật á, là trong quỹ của Hà rất nhiều bạn chuyển khoản chỉ có 50.000 đồng. 50.000 đồng. Và nhiều bạn nhắn cho Hà, chị em chỉ còn có bao nhiêu đây trong tài khoản thôi mà em hỗ trợ anh chị đó. Dễ Hoặc là có thương. bạn, vui nhất là có một cái bạn là chuyển cho Hà Chuyện tiền 500 ngàn, lộn quá. 500 ngàn. Xong rồi Rất bạn là mới tội nghiệp. chuyển lộn một con số 0, là chuyển thành 5 triệu. Thế là bạn bạn rối quá, bạn nhắn tin cho Hà thì Hà không có chắc nổi cái inbox trong Facebook của mình, tại vì nhiều tin quá. Thế bạn không biết ai cái gọi cho thầy thầy Phước, thầy Thích Minh Phước là người đồng hành cùng Hà nhiều năm qua,
thì thầy vút máy báo cho Hà, ôi có một chị chuyển nhầm tiền. Yeah. Thế là Hà mới liên hệ với bạn nó liền, thì mới liên hệ là bạn nói chị em không phải là lừa đảo gì hết nha, này em chuyển nhầm thiệt, nhưng mà tại vì em làm em ủng hộ 500.000 mà em lỡ chuyển 5 triệu, nhưng mà em cũng làm công nhân thôi, cái đó là hơn nửa tháng lương của em. Thế là nó không sao để chị kiểm tra liền, chị chuyển khoản lại cho em. Thì Hà mới nói ở đây đó là cái việc thiện nguyện đó là từ tâm, không phải là số tiền lớn số tiền nhỏ, mà là Hà nói là 50.000 mà bây giờ ủng hộ lại con số Hà đang giữ ở đây là 5,1 tỷ, thì cái sự chung tay của mọi người cũng sẽ trở nên rất là lớn lao khi mà đồng hành cùng nhau. Ngoài đồng hành về tiền bạc, đồng hành về tinh thần, tất cả mọi người cùng hướng về miền Trung, hướng về việc thiện nguyện, thì nó tạo nên một cái sức mạnh rất là lớn. Dạ, em nghĩ đây là cái điều mà có lẽ rất rất nhiều bạn nên nghe. Nếu mà chúng ta đang có suy nghĩ là phải có nhiều tiền mới làm thiện nguyện được, thì nên nghĩ là chúng ta nên thay đổi. Đôi khi chúng ta chỉ có một lời cầu nguyện hoặc là một cái tinh thần hướng về thì nó cũng là thiện nguyện rồi, đúng như không chị? Như vậy sẽ tốt hơn. Dạ. Bởi vì theo anh thấy thì có rất là nhiều người chuyển tiền vào làm công tác từ thiện. Dạ. Nhưng người ta lại giấu tên. Dạ. Nó người ta cũng có thể là người ta ngại một điều gì đó, hoặc người ta chỉ thích, người ta có cái tấm lòng ta làm như thế thôi, chứ không phải không có nghĩa là làm từ thiện là lúc nào mình phải này phải nọ. Yeah. Giống như bây giờ có rất là nhiều ca sĩ nghệ sĩ làm ngoài đó, nhưng mà tại vì do cái người từ ca không muốn cho mọi người biết hay gì đó, ở ngoài đó rất là nhiều đoàn, nhiều nghệ sĩ đi làm lắm, chứ không phải là một số anh em đây thì làm đâu. Yeah. À, ví dụ như nó như nãy kể bạn Trung và bạn Khánh Trung rồi làm rất là âm thầm, nhưng mà cái đội bạn làm rất là hiệu quả. Chứ hôm qua bạn vừa mới báo cho bên anh á, anh ơi anh ở ngoài đó người ta đang cần, lên các bạn comment là đang cần những cái xuồng rất là nhiều bởi vì nước ngập rồi đó, thì bạn mới nói là bây giờ á, anh Hải ơi bây giờ anh em mình phải đi mua xuồng gấp. Thế là bên Hà cũng Hà điện lung tung á, bây giờ làm sao mà để đặt xuồng gấp để ra ngoài đó, thì chút xíu bạn nó điện lại không được anh ơi, em đặt được cái vụ 50 cái 100 cái rồi mà bây giờ em chuyển từ Hà Nội chuyển vô mà chuyển không được, nó kẹt xe làm mười mấy cây số, bây giờ xuồng thì một nơi người một ngập một ngã, thì bây giờ chỉ có mua 100 hay 200 cái thì cũng không có tới tay người được. Nó rất là khó khăn. Bây giờ chị từ từ đi, khi nào mà vận chuyển được em sẽ báo chị rồi để chị chuyển ra tiếp. Yeah. Thì liên tục làm như thế. Thì ý ở đây mình nói có nghĩa là có rất là nhiều người làm, nhưng người ta làm với tính cách là rất là âm thầm. Yeah. Nó như vậy, qua cái đó mình cũng rất là ca ngợi cái lòng của họ, tấm lòng của họ. Thì giống như anh Hải nói là đôi khi mình đang có sẵn cái nguồn kinh phí rồi nè, và chúng ta cũng muốn đi ra ngoài giúp đỡ nữa, nhưng mà giống như cái trường hợp anh Hải vừa chia sẻ, nhiều khi xuồng một nơi chỗ người một chỗ chúng ta không có vận chuyển được, không vận chuyển thì được. Với anh chị là người trực tiếp đến hiện trường thì anh chị có thể đưa thêm thông tin là hiện tại nếu mà muốn cứu trợ thì chúng ta nên cứu trợ như thế nào, hoặc là chúng ta dùng tiền hay là dùng vật chất như thế nào để tiện nhất mà bà con có thể tiếp cận được nhanh nhất. Ở đó hiện tại là gần như là phải cập nhật tình hình liên tục từng tiếng đồng hồ, là đó là có những cái thay đổi liên tục. Thì giống như bản thân Hà và anh Hải ngay từ đầu mình giúp là mình đã muốn là kêu gọi và giúp tiền mặt. Sau nhiều năm mình đi thì những cái vùng mà núi, vùng núi vùng cao là những cái nơi mà hầu như rất là ít người giúp, bởi vì thường mạnh quần quân không có vào được, thì luôn luôn cuối cùng sau cùng là họ mới được giúp, và lúc đó thì cũng không có nhiều sự trợ giúp, cho nên mình muốn dành một cái phần để mà cho khi mà cái nơi đó có thể tiếp cận được thì bên mình sẽ đi vào đó để bên mình giúp. Nhưng mà chính vì vậy mà mấy bữa đầu mình cũng bị réo gọi là anh chị ơi sao anh chị chưa đi. nhưng mà mọi người phải hiểu rằng là mình đã, với những người mà đã làm công tác từ thiện họ phải có những cái thông tin. Yeah. Bản thân mình cũng như vậy, để mình làm sao mà số tiền 5 tỷ của mình thì nghe thì có vẻ nhiều, nhưng mà nếu mà chia ra 4 hoặc 5 tỉnh, bây giờ hiện tại là Hà đã lên kế hoạch là Huế, Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị, nhưng mà hiện tại Hà tỉnh cũng đang rất là khó khăn. Yeah. Thì bây giờ làm sao để mà có thể chia đều ra 5 tỷ, mà chia ra 5 tỉnh thì 4 tỉnh thì là cũng mỗi tỷ tỉnh là ngoài 1 tỷ là cũng không thấm thía, thật sự là không thấm thía. Nên Hà nghĩ lúc này đây không phải là sự đóng góp kêu gọi của một người là đủ, mà phải tất cả mọi người cùng chung tay lan tỏa ra, thì cái việc khắc phục những cái thiệt hại sau thiên tai thì mới nhanh được. Ngoài những mạnh thường quân phải kết hợp với chính quyền, tất cả mọi người để mà tất cả bà con đều được giúp đỡ.
Thì giống như chị Hà vừa chia sẻ là sau sau cái buổi trò chuyện này thì anh chị cũng đang có lịch trình đi đến những cái tỉnh đang nhập lục như vậy. Nhưng mà Thảo cũng cập nhật tối qua đó là có rất là nhiều đoàn thiện nguyện của các nghệ sĩ đang khó khăn trong cái lịch trình di chuyển. Ví dụ như là Hà Minzy vì nước ngập quá nên xe của cô ấy cũng không có tiếp cận được, hay hay là đoàn của chị Lê Thúy dù là đi bằng đường hàng không nhưng mà cũng không tiếp cận được luôn. Thì những cái tình huống xấu đó có làm ảnh hưởng đến lịch trình sắp tới của anh chị trong cái chuyến thiện nguyện này không? Thì cũng nhờ mọi người cập nhật lên thì mình cũng sẽ, bên cạnh đó thì mình cũng liên lạc với lại những đội nhóm ở ngoài đó và chính quyền liên tục để mình cập nhật làm sao để mà khi cái chuyến thiện nguyện của mình đi cho nó hiệu quả. Chính vì thế ngày hôm qua khi mà không có lên được trên vùng núi là Tây Giang, Đông Giang thì mình cũng tranh thủ mình đi luôn những cái nơi mà cũng bị thiệt hại nhưng mà mình có thể vào được. Tức là cái mình cứ lắp liên tục cái thời gian của mình để mình có thể giúp được hết một cách nhanh nhất. Chứ bây giờ mà đường nó đi lên kẹt thì tự nhiên mình kẹt xe hết một ngày đường, thay vì một ngày đó mình làm những cái công việc khác, vẫn còn rất nhiều người ở đây đang đợi cần cái sự giúp đỡ thì mình phải chia sẻ làm sao cho nó đồng đều. Nhưng mà thật sự đã bão lũ thì mình sẽ không biết trước được và không thể nào đi theo cái lịch trình của mình được. Nên ví dụ như mà chuẩn bị, ví dụ ngày mai Lý Hải và Minh Hà sẽ bay ra Huế rồi mình sẽ đi ra tới Đồng Hới, Quảng Trị, ra Hà Tĩnh rồi đó. Nhưng mà ví dụ mình vừa đáp máy bay ngoài đó cái bão lũ đập ầm xuống thì lúc đó mình phải tính ra phương án khác như thế nào. Nó phải phụ thuộc vào từng giờ từng ngày và phụ thuộc vào bão lũ nữa. Ví dụ như mấy bạn đang bị siêu bão đó. Là chuẩn bị đang có siêu bão nè thì mình phải cập nhật tình hình liên tục, giống như ở nhà đó, mình phải liên tục cập nhật với mấy bạn ở ngoài đó, những mạnh thường quân đi ngoài đó để hoặc là chính quyền địa phương ngoài đó coi tình hình ở ngoài đó như thế nào, như thế nào, từ vùng từ miền thay đổi liên tục, hầu như một tiếng hồ sao đã thay đổi rồi đó, để mình biết mà mình tính toán cái hướng mà đi từ thiện làm sao cho nó hiệu quả nhất có thể.